Dạ, xin kính chào quý cô bác, anh chị em và các bạn. Dạ, cũng có rất là nhiều các bạn hỏi mua về dòng xe Rios sự này ạ. À. Chiếc này thì vẫn còn, nhưng mà sai rất là to. Nó tới sai 570, cho các bạn cao 1m80 đến 1m90 lần á. Dạ, bộ chuyển động của nó là 2 x 9 ạ. À. Chiếc này nhìn bên ngoài vẫn còn mới lắm ạ. À. Nhưng mà sai của chiếc này cao quá. Dạ, nếu như các bạn muốn tìm mua dòng xe sự này mà loại xe cột đua tay công thì vẫn có một chiếc nữa ạ. À? Đang được treo ở trên phía trên này để xem giá coi. Ý, sao xe cột đua tay công mà lại bằng giá xe tô điên? Mà khung càng trước trông nhìn thấy giống như carbon vậy. Chiếc này có sai là 50 cho các bạn cao 1m65-73 ạ. À. Đó, các bạn ơi, xem nè. Cái khung càng này là khung càng carbon thì phải nè. Chiếc này hồi năm 2010, cũng 2 nhân 9 nè Vậy chiếc này tính ra tiền Việt Nam của mình tầm khoảng gần 10 triệu ạ. Thôi vậy mình xem xe đi. Coi chiếc này còn ngon hôn hên Để xem chiếc ghi này sẽ mang linh kiện của thương hiệu nào đây. Ý, trên ghi đông có tới 4 phân thắng dữ à. Vậy chiếc này chạy có vẻ tay mình cầm ngay gần ngay cái cổ yên xe nè cũng giống như xe Turin và nếu như cầm ngay cái ghi đông tay công này thì là xe đạp cuộc đua hay vậy ồ vậy là chiếc này mang bộ rút solar rồi các bạn ơi Treo trên cao quá đứng ở dưới này quay lên cũng hơi khó dạ chiếc này nó nằm trên cao quá mình không quay được kỹ mình quay sơ qua cho các bạn xem cái mẫu xe này ở đây nó có nè. Và nếu như các bạn muốn tìm hiểu về nó sâu hơn nữa thì lần sau mình đến đây mình xin chủ tiệm lôi nó xuống mình quay thật kỹ cho các bạn xem ngang từng chi tiết khung sườn của nó luôn. Wow, chiếc này trông có vẻ còn chất lượng lắm nha. Nhìn có lai like khung sườn carbon vào là thấy đã rồi nha. Hình như chiếc Torino lúc nãy khung càng thì bằng nhôm thôi nhưng mà sao vẫn bằng giá nhau nè để mình đi vòng qua bên đây quay phía bên này cho các bạn xem một chút nữa nó treo cao quá mình đứng dưới này mình quay lên không có thấy rõ được để xem bộ đùm này của anh nào đây cũng xô la luôn nhìn ở bên dưới ngó lên như vậy trong clip và cụ đề cũng còn mới lắm. dò dĩa chắc cũng còn ngon. Khung sườn thì thấy đẹp rồi. Dạ, các bạn ơi, có các bạn nào thích dòng xe này, có nhu cầu muốn xem thì cứ việc alo mình nha. Dạ, các bạn liên hệ qua zalo của mình. Rồi hẹn ngày xem trực tiếp. Dạ, xem lại thật kỹ một lần nữa rồi mình hãy quyết định nha. Dạ, ở cửa tiệm này cũng còn rất là nhiều xe luôn các bạn xem video mà thấy mẫu xe nào cứ bạn cứ chụp hình gửi qua zalo mình mình sẽ quay tỉ mỉ về chiếc xe đó cho các bạn xem thật kỹ ạ à. dạ còn bây giờ khang xin phép tạm dừng video lại rồi ạ à. dạ xin chân thành cảm ơn quý cô bác anh chị em và các bạn rất là nhiều ạ à.